Xin chào các bạn, cảm ơn bạn coi video mình. Video này thì mình sẽ nói thêm là bóng gỗ, các tấn công phòng thủ như thế nào. 3 đấu 3. Bạn không thấy gì thôi nhưng mà cái phòng thủ nè, bạn coi nó sẽ coi lại sẽ hay ha. Ok, coi lại. Nè. Cái này là mình nè. Mình nè. Người cao này mình nữa không? Đối phương. Đối phương. Ok. Đi tiếp nè. Đó. Khi người ta chuẩn bị ném không? Là cái đồng đội, người kèm ta đưa cái ta lên để cản. Rồi anh này thì dựa vô cái người này. Rồi mình thấy cái tay chặn anh đồng đội của mình, đối phương của mình. Xong, khi ném xong nè, anh này nè. Khi người ta ném, đối phương ném rồi, bạn phải tư thế gì để lấy được rebound. Cầm thẳng cái lưng, co chân xuống, đưa hai tay phía sau. Để giống như là bạn nhốt cái người bạn kèm á, phía sau lưng của bạn. Thông. Hai chân bự ra, để hai tay sau để cản không. Rồi anh, cái người này chỉ coi thôi chứ đâu đã lấy được rebound đâu. Rồi mình thấy cái tay mình cản, cái này làm biến nè, phòng thủ làm biến nè. Làm gì mới đúng nhất nè. Coi cho người thẳng lưng ra cản, để cái người này không đi được. Để lấy cái rebound dễ dàng hơn. Khi bạn có được rebound, bạn sẽ có cơ hội để lấy bóng. Có nhiều cơ hội lấy bóng bạn ghi điểm được. Thì tấn công sẽ giỏi hơn. Cho những cái căn bản thấy không? Ok. Này tập ném thôi chứ gì. Có bóng không? Thôi mình coi, mình quan sát trước để coi ok. Coi người này ở đây để coi như thế nào. Nếu mà người này á lại kèm sát mình á thì đồng đội mình sẽ chống, mình chuyền cho người đó. Bởi có nhiều người thấy không? Có bóng cái nhồi. No, bạn không phải Kyrie Irving. Bạn không phải là Uncle Drew, bạn không phải là Stephen Curry. Bạn làm gì làm chi, thấy không? Cầm bóng, quan sát như thế nào. Rồi cái này ok, kèm một thì mình có thể tấn công đây hoặc thì mình ném. Nơi này thì mình chọn ném. Nhồi cái lui lại cái ném. Để tạo khoảng trống không? Kế tiếp. Ghi điểm được, ok. Thấy không? Đồng đội mình có bóng. Mình thấy anh ta nữa không? Mình đẩy anh ta phía trước. Để chỉ có mình với cái bóng thôi. Để mình với cái gỗ thôi, mình cần gỗ thấy không? Để anh ta thay chuyền bóng lên cho mình để mình ghi điểm cũng được thấy không? Còn mình thấy anh ta ném rồi, bởi mình đẩy người ra. Xong chú đích ra, chú đích thẳng cái lưng, để cái tay phía sau cũng như hồi xưa không? Cũng như cái nãy không? Để hai tay phía sau để cản, để mình hiểu anh ta ném hụt, mình có thể lấy cái rebound được. Mình ném lên gỗ được không? Ok vô. Anh ta muốn lấy bóng. Mắc chớ nhựa vô. Xong chuyền chúng mình. Nè. Lúc này á. Nè người kèm mình nè. Đối phương thấy không? Coi đội mình thì có tới 3 người lận. Anh kia ở ngoài rồi. Đó. Là mình lợi thế. 3 đấu 2 lợi thế phải không? Rồi người này á. Phải chạy lên mình để em thôi mình ném 3. Rồi người này á. Đáng lý là phải kèm này nhưng mà. Phải kèm cái người này. Tại anh ta đi bên kia. Đáng lý người này phải ở đây phải không? Nên là chỉ nó ok, mày số 1 này mày lại kèm nó đi. Anh ta đứng ở giữa không? Để giữa một cái người này. Chứ không kèm một người, nếu anh ta chạy kèm một người trắng, một người sẽ trống. Anh ta biết gì, anh ta đứng ở giữa để coi như thế nào. Rồi mình thấy vậy. Mình chuyền. Không mà trước đó phải được rồi. Có bóng không?
mình có bóng nữa không, quan sát. Anh ta giơ tay lên, tao trống nè, chuyền cho tao, hay chuyền ở trên. Mình chuyền, anh ta chạy lại. Mày, anh ta cao hơn, với lợi thế hơn, rồi vô. Thục rồi nhưng mà coi sao. Mình có bóng. À, mình có bóng hay không? Người ta lại để cản, tay ta chậm 2-3 bước không? Lúc đó mình thấy gì? Mình tấn công, nhá cái mình tấn công. Là bắt buộc cái người này nè. Cái đối phương á này 1-1 phải không? Cái đối phương nó lấy kèm người này nhưng mà tại thấy mình chạy vô trong, rồi người ta mắc lại thế, người ta bắt buộc anh này phải giúp cản mình lại. Mình thấy gì được, bây giờ hai người kèm mình phải không? Bởi vì mình lấy cái tay nè, nhìn phía sau. Ê, ủa đi đâu vậy trời? À, làm phía sau không, tại mình thấy mình thấy đối phương đồng đội của mình thấy không, là lúc này á có quá nhiều khoảng trống luôn thấy không, đồng đội mình cầm bóng không, lúc người ta cầm bóng người ta còn chừng 3-4 bước mới tới kịp, người ta dư thời gian để ném. Với bạn chơi sao á, những cái chi tiết, những cái căn bản thôi không, làm bàn chuyền đúng cách và chuyền chơi tốt và phòng thủ cho tốt, rồi xong rồi khi bạn tấn công á, làm sao để đối phương 2-3 người kèm bạn, rồi cái người đồng đội bạn sẽ chống bàn chuyền người ta, để người ta có nhiều thời gian để người ta ném. Tôi tưởng anh ta ném trên này hụt nó cũng tốt, tại vì cái ném cái cơ hội ném vô sẽ cao hơn, tại anh ta chống không có người nào kèm hết. Nên mình ném hụt không sao, bạn phải làm mọi cách để tạo cái khi bạn ném á sẽ được cao, cơ hội vô sẽ được cao hơn. Ok hụt không, đang coi lại. Tôi coi tình ta ha, coi người này nè, người này nè, kèm người này coi nè, coi lại anh ta, người này, người kèm người, kèm người. Còn tới lúc này nè, lúc này nè, anh ta chỉ nhìn bóng thôi, chỉ nhìn bóng thôi, cái người này nè đối phương nhìn bóng thôi không, rồi đồng đội mình biết đường gì, anh ta giả bộ chạy nhanh không, chạy nhanh lại, chạy nhanh đây, giả bộ mình nhận để chạy phía sau không, chạy đây nhanh cái dừng lại rồi xong chạy phía sau đây, giống như dương trong cái tay thấy không, để làm sao để những ghi điểm những trái dễ dàng thấy không. Trái nó hụt, ok tiếp. Mình có bóng cản. Lúc này thì vô. Đấy. Tấn công. Đồng đội lại cản cái người đang cản mình. Và bây giờ là cái người kèm mẫu kèm mẫu phải không, xong mình chạy sát cho nữa, mình ta đã lùi đây, mình thấy gì mình truyền lại. Bởi vì cái phòng thủ á không, khi bạn phòng thủ là 1-1 kèm sát gió, chứ bạn không có như anh này làm biến không, không kèm không, bởi giờ có chống và chống rồi 1-1 mà khi mà đối phương của bạn kèm kèm bạn á, thì bạn là cái người kèm bạn á, phải kèm đối phương lại, đừng có bỏ bỏ người kia trống rồi tôi sẽ được ghi điểm thôi. Bù 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 cái nó phạm lỗi không, coi lại không chuyện cho mình
mình sẵn sàng, bởi bạn lúc nào phải tư thế sẵn sàng để ném chứ không, làm gì đối phương sẽ sợ. Và người ta phải ồ nói thằng này có bóng rồi, chuẩn bị nó ném, ta phải lại cản, mình lại cản rồi xong rồi có lợi thế của mình di chuyển đi không, là lúc này người ta cái người kèm mình là chậm hơn bước rồi không đó, rồi lúc này cái người này á, cái người này đáng lẽ phải kèm một đội của mình không, nhưng mà tại mình tấn công rồi anh ta phải lại chặn của mình, mà chặn mình là bây giờ là hai đấu một, mà mình với người này đấu với một rồi không, tại cái người phía sau mình không bị cái đó không tính đó, xong rồi mình chuyền bóng xuống đây trước mặt của cái người đang cầm mình cho đồng đội mình, ở đây cho phạm lỗi, nó không phạm lỗi L1. Có bóng chuyền là cái người làm biến nè, phòng thủ cái người này làm biến nè không, rồi người này bắt buộc phải chạy lại mình, tay người đang cầm mình rồi anh ta đã, ê có thằng này nó trống nè, tao đang kèm cái người của mày nè, cái người này đáng lẽ phải chạy lại đây nè, rồi cái người này á, thì chạy lại kèm mình, rồi cái này á, thì đang cản cái người áo trắng này, rồi thằng này nó nói ê cản rồi đó, mấy người làm biến không phòng thủ à, bởi mấy người mà đã chơi dở làm biến phòng thủ nữa rồi xong bởi vì thua gì tức lắm, mình thấy vậy không, tại giờ tôi lên thấy tao trống nè, cái người này phải bỏ cái người màu trắng lại phòng thủ người này, tại người này có bóng hay không, chuẩn bị có bóng ta phải cản, mình để cao lên anh thấy không, anh thấy không, làm gì đụng vô bảng vô bang shot vô, nếu bạn cầm bóng người ta nhận bóng cầm xuống, người này có thể phạm lỗi anh ta rồi người ta không được ghi điểm, hay là có thể mất bóng hay không, mình để anh cao để anh ta cầm bóng mình không, cầm bóng rồi xong mình nhảy ném lên thôi chứ không cần phải cầm xuống bóng xuống, cơ hội ghi điểm sẽ dễ dàng hơn, ghi điểm sẽ dễ dàng hơn. Khi mình có bóng anh ta lại cản mình, xong rồi mình chạy lên dừng cái anh ta cũng dừng theo, mắc chớn ô xong rồi không tấn công mình ôm lại, đáng lý cái người này nè, khi đồng đội của bạn á mà cái người này tấn công hơn á, đáng lý là cái anh ta nè phải lại đi cản nè chứ không đứng gì đưa tay gì, phòng thủ làm biến á, khi mà đối phương á hơn hai ba bước của bạn á là cái người trợ giúp á, là người lại đến cái người này nè phải giúp nè, và xong mấy cái người này nè chạy lại đây đường chạy giữa đi giúp nè, mình thấy gì không khi bạn tấn công gì không, người tay sẽ đưa ra hay đụng tay bạn không, ôm chặt lại không, ôm chặt lại không, một hai xong ghi này cũng như mấy cái nãy trước đó, có rebound được mình chạy ra để mình clear, khi ba đấu ba là khi đối phương ném bóng rồi bạn phải dẫn bóng ra khỏi vòng ba rồi từ đó bạn mới chuyền vô trong được, mà anh ta nói ê thằng này ở đâu ai kèm nó, rồi còn cái người này thì sao, giờ mà mình vậy mình cho bồi chuẩn bị ném không để hai người này kèm mình không, tại ba người này không nói chuyện với nhau không, là đối phương nè, đối phương nè họ không nói chuyện với nhau không, bởi vì cái người này nè kèm mình nè chạy lại cản mình, rồi cái người này cũng lại cản mình làm cho cái đồng đội của mình chống, bởi không mình cho bồi mình cho bồi mình nhồi bóng để mình ném không, là ra mình chuyền chuyền trước mặt cầm bóng mình ném vô thôi, mình ta sao hòa hợp sao ném một ok kế tiếp
đến ba thôi, không gì chứ. Bởi tại sao bạn phải ném 3, ném 2? Ném 3, ném 2 cho giỏi để lúc bất cứ vị trí nào trên sân chứ. Bạn khi bạn cầm bóng á, bạn cũng sẵn sàng ném chứ không? Ở đó mua bóng buộc phải kèm bạn, không không kèm bạn thì mình bạn có thể ghi điểm. Nhưng mấy cái nãy không, mình lúc nào mình cũng nhá xong mình tấn công, bây giờ mình ném 3. Không. Lúc nãy lúc mà mình tấn công chứ không? Xong rồi khi mà đồng đội mình á, khi đối phương á, khi cái người kèm mình á thấy mình có bóng á, họ nghĩ sẽ chạy vô, người ta phải cách xa mình, cách xa bạn, rồi xong bạn có quá nhiều thời gian để bạn ghi điểm đó. Rồi đó, khi mà bạn kèm sát họ thì họ chạy vô, họ ghi điểm. Rồi khi bạn sợ bạn họ chạy chạy vô, bạn lại bạn đứng xa như người này nè, xong rồi họ cầm bóng, họ ném ba. Rồi bây giờ bạn phải làm sao? Bạn phải làm sao để cho những đối phương không biết bạn sẽ làm như thế nào, tấn công, chạy vô hay là đứng ở ngoài. Làm gì bạn sẽ tấn hiệu quả hơn và dễ dàng hơn. Có bóng không, mình giả bộ mình cầm bóng tụi mình ném không, còn đồng đội mình thấy gì lại cản mà này biết chơi, này biết chơi bởi không lại cản cái xây người qua lời mình thấy gì. Quá đã, bao pass ghi điểm bởi không bởi bởi bạn bởi mấy người biết chơi á, hay mấy người những biết chơi tấn công đơn giản hay tấn công cơ bản hay là phòng thủ cơ bản, mà miễn biết chơi là bạn đã chưa bao giờ chơi mà chơi chừng 5 6 phút là bạn biết người đó như thế nào, xong rồi tấn công sẽ dễ hơn, phòng thủ sẽ dễ hơn hay không. Thường như người ta cản họ đứng vậy, nhưng mà cái người này thấy gì không, cản cho gọng ra để tạo cái khoảng trống để mình thay chuyền được, mình thấy gì mình chuyền liền. Mình tiếc là anh ta hụt. Này cũng như mấy cái trước thôi. Chuyện cho mình, không? Cái người này bắt phải lấy cản mình chạy đi, bắt buộc cái người này phải phải cản mình là khi này đó không, là khúc này người ta chống phải không, mình thấy bao pass người ta được không, mà cái gỗ đây anh ta ở đây không, bởi mình chuyền bóng lên là chỉ có anh ta đồng đội mình hay lấy được bóng thôi, mà tại cái người kèm anh ta đã đứng trước anh ta, anh ta ở hướng này, anh ta hướng sâu hơn, xa sâu hơn không, nên những bóng ra có bóng này đang là phải dễ dàng, ghi điểm dễ dàng không, anh ta hụt đang trở lại đó. Có bóng không, lúc kia thì mình ta kèm mình á thì mình ghi điểm, rồi lúc kia người ta không kèm mình cách xa mình ba đó thì mình ghi ba. Bây giờ phải làm sao, người ta phải chạy lại, mình chạy lại, người ta phải lui lại, sao mình lui lại sao mình ghi điểm. Làm như đối phương giống như không biết bạn phải làm như thế nào không, bạn tấn công chạy vô hay ném ba hay là lùi lại ném, mà họ không biết không, rồi lúc đó khi mà họ hồi hộp á, là bạn tấn công cỡ nào cũng hiệu quả chứ, tại họ hồi hộp họ không biết làm sao giờ, chạy vô hay chạy ra.
Tập luyện nhiều rồi xong rồi những cái cơ bản khi bạn thấy đối phương bạn làm như thế nào á, rồi xong bạn làm ngược lại nó sẽ dễ dàng hơn. Có bóng người này kẹo mình, nhá cái, chạy vô, là bác Quân người này lại cản mình không, người này phải lại cản mình đây không, rồi người này đi theo mình để cản mình luôn, lúc gì mình thấy u đưa ngược lại anh ta là quá trống, cái này mình cái lúc này mình có thể bước hai bước rồi ghi điểm cũng được, nhưng mà mình thấy anh ta trống hơn, anh ta ném bóng rất là giỏi, quá trống không ai kèm người ta hết, ném còn tiếc là ném một thôi, có bọn mình chạy đi. Nó thấy giờ chạy xuống dưới mình chuyền trước người ta để nó có bóng xong rồi ghi điểm phải không bạn, bạn coi coi đối phương làm như thế nào, phòng thủ như thế nào rồi bạn bạn thấy gì không, tại anh ta không anh, tại người này bắt phao cạm này nhưng mà gọi gì vậy? Mấy cái người này lúc nào cũng nhỏ hơn anh ta, bởi anh ta thấy gì chạy vô sát vô trong, sáng như trong là lợi thế rồi không, mình thấy vậy rồi mình dừng bóng cho anh ta, ghi điểm không gì vui bằng cái đó, đây có rebound truyền cho mình. Thằng Hiếu nó sẽ ném à, chạy lại nhà ăn cây còn chạy lại cái chạy lại mình thấy không cầm bóng mình chuẩn bị ném và bội ném chạy vô quá dễ dàng, chạy lại cạn đó thì ném ba, chạy cảm sát á thì chạy vô phòng thủ như thế nào được, có bóng tư thế tấn công làm biến phòng thủ làm biến nè, phải co người xuống thẳng lưng co người xuống không, người ta thấy vậy thôi không hạ người xuống người tấn công, tấn công người ta trái không này, tấn công người ta trái nữa không, lấy cái mình cản anh ta rồi một hai không bóng không có anh ta không thể cản bóng được tại nguyên cái người cản rồi không, mà tấn công từ trái nữa bởi bạn phải tấn công phải tập luyện tấn công hai bên nữa không để bạn không có yếu điểm không, rồi xong rồi dựa vô người ta tấn công không, thấy không? Người ta giơ tay liền rồi để cái tay cản người nữa không, để người ta có nhưng một khoảng trống này để ghi điểm thấy không, lấy tay dựa không thấy gì rồi chuyền ở cái tay anh ta chuyền của tay của anh ta kêu thôi như ta, trái ơi chuyền cho trái ta phải chuyền ta phải mình thấy anh ta lấy cái tay mà không đưa lên á cản người kia rồi để người này lấy cái bóng sao kịp được không, à, thấy thấy gì có bóng không lấy cái tay dựa được không, ta lấy cái tay của anh ta không cản cái người kia lại quá dễ, ok
Cảm ơn bạn coi video của mình à. Nếu bạn có câu hỏi gì hãy bình luận đây. Hẹn các bạn lần sau. Ok, cảm ơn.